Dạ, rồi em chào cả nhà. Em là Nguyễn Thị Thiệp, hôm nay em 36 tuổi. Em xin chia sẻ cái câu chuyện của gia đình em, là trong gia đình mẹ chồng em với lại ba chồng em, đứa nhỏ em chồng của em là bị dương tính. Thì xong rồi em mới gửi vô cho mẹ chồng em một bộ dinh dưỡng bên nét đó, hỗ trợ sức khỏe cả nhà. Thì mẹ chồng em với ba chồng em thì uống, nhưng mà nhỏ em chồng em thì nó không có tin nên nó không có uống. Nhưng mà mới có một tuần lễ là mẹ của em á là triệu chứng là ăn mất dân mùi vị với lại khú giác. Thì mẹ em chỉ mới uống có một tuần lễ thôi, là test lại lần hai rồi mẹ của em bây giờ là kết quả âm tính lại rồi đó cả nhà. Còn nhớ em chồng á là test lại lần hai, nhớ em chồng vẫn là dương tính. Chỉ có mẹ chồng của em với ba chồng của em sử dụng quê nét là dương từ dương tính chuyển sang âm. Nghe là ba mẹ test lại rồi đó thiệt, mà ba mẹ bây giờ âm tính rồi, còn có mình ơi con nào là dương tính thôi. Cái em nói là mẹ bữa em kêu mà nó uống luôn đi, nó nói thôi để ba mẹ uống đi, nó không uống đâu. Thật ra là nó uống không có được, nó nói cái dòng sản phẩm trên mình á khó uống lắm, nó uống không được. Cái xong cái em điện lại cho mẹ em nói, mẹ ơi bộ mẹ có kết quả âm tính này hả? Cái bà nói âm tính rồi, nó đưa tao với tao mày cách ly riêng rồi, còn nào bị cách ly riêng rồi. Cái em mới nói là em nhớ từ bài bữa hậu điện cho em á xếp thủy. Hậu điện hai cha nói chuyện, cái hậu nói bữa hậu cũng bị tình trạng như cha mày chồng em luôn. Cái hậu cũng uống rồi nét rồi nháy gì đó. Cái em kể cho mẹ nghe, em nói mẹ bữa có con bé nó bạn con đó mẹ ơi, nó cũng uống rồi nét, nó bị như mẹ mà nó không dám đi test á, mà nó ở nhà nó uống rồi nét với lại xúc miệng bằng nước muối với xong thôi mà nó hết đó mẹ. Cái mẹ điện lại cho nhỏ em ở trên lầu, mẹ bị cách ly dưới. Cái xong nó sợ quá biết xíu thị biết sao không, cái kêu mẹ đem lên cho nó uống đi. Mẹ bây giờ mẹ là người uống sữa đi. Mẹ nói mày tao uống được là do mấy ngày đầu á tao bị mất mùi vị á, tao uống đi tụt 4-5 tủ một ngày luôn á. Rồi xong cái từ có mấy bữa ăn uống nghe mùi vị lại á cái nhà, ăn uống cũng đi vô mà nó lên vô vài ngày là bắt đầu là ăn uống nghe mùi vị lại luôn rồi đó. Cái này nó đi vô cái để kể lại cho cả nhà nghe là tình trạng của mẹ em vậy đó. Mẹ nói em chồng bữa nay cũng chịu uống luôn. Mẹ nói điện cho mẹ là mẹ nói là mẹ em điện lại cho mẹ mẹ nói là nó nói nghe mày nói xong rồi nó kêu á đem lên cho nó uống đi, rồi mẹ đem lên cho nó uống rồi, rồi ba mẹ bây giờ uống sụt ở trên uống mày nét nữa. À nhưng mà bé vậy là mẹ tốt là mẹ bị dương tính đúng không thì? Dạ mẹ bị dương tính chứ hồng phượng, mà mẹ bị mất mùi vị nè, mất luôn khứu giác luôn, cái mẹ bị đau mình mẩy đó. Rồi cái em lúc đó em cũng có nghe cái chị Vũ Hương nói á, mẹ cũng chưa có tin đâu, nhưng mà khi mà xét nghiệm em ra âm tính thì em mới tin đó. Tại sao mà em nữa thì mới tin luôn cái bộ nét này. Thật ra em tin bộ nét này là nó chỉ trị bệnh đau lưng với đau bao tử thôi, với lại rối loạn tiền đình thôi. Chứ em không nghĩ đến nỗi mà nó ngăn được virus luôn á, em cũng không có tin nữa. Nhưng mà mình bị vô rồi mình mới tin á. Tại sao bây giờ mẹ nữa, mẹ bây giờ mẹ nói là mẹ xét nghiệm hồi hôm kia mà hôm qua có kết quả âm tính rồi, tất nhiên mẹ với nhỏ em ra rồi. Mà ngày hôm qua thì em không có gọi cho mẹ, hôm nay mới gọi. Em gọi cho chồng em trước, cái chồng em nói gầu ghê á, còn có mình ơi con nào dương tính à, ba mẹ bị được âm tính rồi, tính đi ba mẹ riêng rồi. Cái mới điện cho ba mẹ em hỏi thăm tình hình sức khỏe của ba mẹ. Rồi xong cái ba mẹ mẹ cũng nói vậy đó. Rồi xong cái em mới nói là mẹ còn bên nét không, cái mẹ nói là còn hơn nửa hộp mà sao bây giờ tao ăn uống lại được rồi, tao ăn uống nghe mùi vị cho nên tao uống cũng khó lắm. Lúc đầu á thì tao ăn uống chưa mùi vị á, rồi uống ngày á 4-5 tưởng, còn bây giờ á ăn uống có mùi vị rồi, ăn uống lại á thì nó nghe cái mùi nó khó uống. Em ơi vậy thôi, mẹ cứ lập nào uống đi. Em nói với mẹ là nó chỉ là tạm thời âm tính thôi, chưa có hết hẳn đâu, cho nên là nếu mà mẹ không uống á thì nó cái virus nó sẽ tái sinh trở lại nha. Mẹ bây giờ là không được ngưng uống, và em làm sao thì làm phải bằng mọi cách để em đưa cái dinh dưỡng vô cho gia đình em. Giờ này em bây giờ là cái người phải cứu cái mạng sống đó, cho nên là chị nghĩ là tại vì như mẹ là mẹ chỉ nghĩ đơn giản, nó là tưởng hết rồi, nhưng mà không, cái con virus này nó rất là mạnh, nếu mà nó quật lại một lần nữa thì sẽ không chống chọi nổi nha. Nên là em cố gắng là cái con bé chị dâu hay em chồng gì đó là phải em chồng phải cho bạn uống cả bột lẫn viên. Bây giờ em nói ra đây, bây giờ giữa sự sống và cái chết em chọn cái nào, chọn uống hay chọn chết, mình phải nói thẳng như vậy luôn. Tại vì thực sự bây giờ nó quá nhiều người chết rồi chứ không phải là không, cho nên là em phải nói riêng với lại em của em chồng của em nha. Tại vì bây giờ em còn gia đình, còn cha mẹ nè đó, thì bây giờ mình phải lo cho cái mạng của mình trước. Bây giờ bệnh viện bác sĩ đã quá tải rồi thì mình phải nói ra như vậy, và em phải có những cái video ở trong của nhóm em gửi cho bạn đi nha. Bạn có xài Facebook đúng không? Không có xài điện thoại cho cái công nhân xếp thôi, xài điện thoại thường không à. À, bởi vậy nên là giống như là không có được cập nhật thông tin. Điện thoại ok,
Em phải nói là như vậy nha. Là do mẹ cũng đã có kết quả rồi đó, cho nên mình lấy kết quả này mình nói cho em mình là đúng rồi. À, nhưng mà vấn đề là mình không cho mẹ mình ngưng. Ha. Dạ. Ha, là tại vì sức khỏe của mẹ mà. Dạ. Cái thứ nhất là chị ơi, với lại là không bệnh nhân thì em có hỏi mẹ là ở đó người ta cho dùng cái gì không? Dạ không cho uống viên thuốc nào hết trơn, chỉ nhốt cách ly mình riêng với thế giới bên ngoài để cho mình được cái lây người ta hết. Chứ không có cho uống gì hết, ngoài ngoài cho mình ăn ngày ba bữa cơm, chứ là có cho mình sữa uống. À chỉ có vậy thôi hả? Dạ. Wow, rất là tuyệt vời.